chào cả nhà mình ha. Thì sáng nay mình sẽ chia sẻ với anh em cái mà dùng làm dụng cụ để cho chim ăn uống khi mà mình đi xa khoảng tầm một tuần đổ lại. Mình có thể là cho chim ăn thoải mái vô tư và không có bị sợ chim ở nhà mình vừa thiếu nước và vừa thiếu thức ăn. Mình đi vô tư thoải mái, chỉ có sợ một cái là chim mình ở nhà nó sẽ bị trúng gió này kia nọ thôi, đúng không? Thì mình sẽ chia sẻ với anh em đầu tiên đó chính là cái chai thuốc của mình. Thì đây là chai thuốc chống coi vật trúng gió. Khi mà mình sợ á thì mình chịu khó giúp mình là trước khi mình đi á thì mình cho chim nó uống trong vòng khoảng một tuần liên tục. Mình để dành mình cho nó uống. Thì chai thuốc này của mình thì mình có chia với anh em với giá là 180.000, thì anh em cần anh em mới liên hệ với mình. Thì cái này là mình sẽ phòng ngừa cho khi tụi nó co nó trước ha. Sau đó thì khoảng một tuần sau mình bắt đầu mình đi thì là lúc đó mình sẽ an tâm và mình được cái gọi là nó khuây thả hơn. Nhưng có cái mình có thể là làm cho con chim của mình khi mà trong khoảng thời gian đó mà mình dùng và cái thuốc này nó không có bị hư hay là gì đó, đó chính là mình sẽ trộn cái này vào trong cám. Thì anh em cứ nhổ vào trong cám, anh em trộn đều lên và sau đó anh em đem ra phơi nắng. Và đặc biệt nếu mà con chim anh em đang bị tiêu chảy mà anh em vẫn có cái công việc đi chơi á thì anh em cũng dùng chai thuốc này của mình. Chai thuốc này á thì anh em cũng nhổ vào trong cám, anh em trộn đều lên rồi anh em đi phơi. Phơi xong rồi anh em để vào trong cái chai như thế này. Thì cái chai này có công dụng gì, tí xíu mình sẽ chia sẻ anh em cách để làm từ cái vỏ chai này và những cái vật dụng mình đang có trên bàn đây. Thì mình sẽ giới thiệu từng món từng phần cho anh em như thế nào. Và đầu tiên là mình sẽ có một cái cưa, một khoanh kẽm, co 21, ống 21, một cái nắp chai. Và ở đây mình có một cái vỏ chai. Loại chai này thì mình có thể dùng tất cả các loại chai ha, chai cỏ xanh, chai nước suối, chai bự như này cũng được nè, chai Coca hay chai Pepsi gì đó cũng được ha. Ở đây mình có hai chai và một cái kìm và một cái kéo lắc ống, một cái bình khò và cái đặc biệt nữa đó chính là một cái cây cây có cái mũi nhọn. Cây này thì mình lấy là lấy cây lẹm và một cây gốc. Thì mình có thể là vừa dùng dây gốc hoặc là mình dùng kẽm không cũng được, mình xài cái nào cũng được hết ha. Giờ thì mình sẽ vào cái mà mình muốn chia sẻ và giới thiệu với anh em ha, ngay như lúc đầu ha. Rồi, phần dụng cụ mình đã giới thiệu sơ cho cả nhà mình cùng xem. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu vào làm việc ha. Thì làm cái gì trước? Thì đầu tiên đó là mình sẽ rửa hai chai nước này cho thật sạch ha, chứ đừng có để nó dính những cái nước cái gì ở trong cái chai này ha. Và đặc biệt một cái là anh em không nên dùng những chai này mà anh em đã đừng đựng nè cồn này, rượu nè, hoặc là dầu này, hòa nhớt á, thì nói chung anh em nên bỏ đi. Mình sử dụng những cái chai mà mới dùng ha, và rửa qua nước sạch và để dành ha. Giờ thì tiếp theo đó chính là cái ống này đó chính là ống 21. Lý do vì sao mình dùng ống 21 thì mình sẽ chia sẻ sau này ha. Đó, ống 21 là nó sẽ rất là vừa với lại cái lỗ này và nó không có bị rỉ nước ra bên ngoài. Nếu mà khá là nhiều anh em hồi trước á kêu mình dùng ống 27 để mà bọc ở bên ngoài này, thì bọc ở bên ngoài này thì bắt buộc anh em phải quấn cái gọi là cái băng keo non. Băng keo non thì vô thì anh em tháo ra tháo vô rất là cực. Mình dùng cái này sẽ rất là tiện ha. Thì bây giờ mình sẽ đi vào và chia sẻ anh em luôn. Thì bây giờ thì mình có sẽ cắt ống này ra ha, cắt khoảng một đoạn và sau đó mình sẽ gáp vô trong như thế này nè. Đó, mình sẽ gáp trước vô nha ha. Và mình sẽ đo. Cái nhà mình đo chịu khó giúp mình ha, là đo cái ống á không quá khỏi cái cổ này ha. Đó, mình sẽ đo. Hoặc là anh em gỡ ra anh em thấy có cái ni thì thẳng rồi đúng không? Mình sẽ chặn ở chỗ này rồi mình đo tiếp. Thì nói chung là tùy anh em làm kiểu nào cũng được hết. Và sao vậy cái mình đo. Khi một xíu nữa. Hoặc là anh em lỡ á cắt dư cắt lố cũng không sao hết, lố một tí cũng được. Đó, giờ thì mình sẽ cắt ha. Thì mình có cái kéo cắt ống thì nó khá là dễ rồi. Còn anh em nào không có thì mình có thể là mình dùng cưa. Là như cái cưa bên đây mình để cho anh em xem đó. Mình sẽ cắt một đoạn vừa cho nó. Em nhớ nha, ở cổ chai nó lúc nào nó cũng sẽ có một cái nhô cao như thế này nè, không có cổ nào mà nó hụt vô hết á. Mình sẽ đo như thế này mà mình cắt thôi, cắt sao mà nhắm chừng cho nó nhú lên một xíu là được, bằng hoặc là hơn một tí thôi nha. Anh em đừng có lên mà cao cỡ này quá ha. Sau khi mình cắt xong đúng không, mình có một cái ống như thế này đó cả nhà thấy không, nó vừa nhú bằng này thôi.
Và cái điều mà cần thiết tiếp theo đó chính là gì phải không? Đó chính là mình sẽ chọc một cái lỗ. Mình sẽ chọc cái lỗ một á là bằng với lại cái ống mình vừa lên. Và hai á là mình sẽ cao hơn một tí thôi nha, cao lên một xíu thôi nha. Nhằm mục đích gì phải không? Để với cái ống của mình á nó có thể là nó thoát hơi nước ra, nó thoát khí á ra, để mình có thể là mình đó, hoặc là như thế này nè, mình có thể mình quay cho anh em xem đó, nhìn rõ ha. Đó, cao lên thế này mà thấp như hồi nãy, và mình chích cái lỗ thì phải chích sao cho mà nó ngang cái ống này nè, hoặc là cao lên, nói chung là đừng có quá cái cổ này thôi nha, nằm ở dưới cái cổ này là ok nhất. Thì anh em cứ chích trong vòng cái cổ này, em chích đúng một lỗ giúp mình ha, một lỗ một thôi, đúng một lỗ thôi ha. Thì mình sẽ chích ha. Thì nếu mà anh em chích cao quá thì cái khí nó thoát ra nhiều á, thì cái nước trong chai mình nó sẽ chảy ra ngoài hết. Giờ mình sẽ hơ lửa và mình chích nha. Anh em nhớ hay chích một cái lỗ nhỏ thôi nha, đừng có chích lỗ cao quá nha. Cố gắng chích một cái lỗ thiệt là nhỏ thôi. Chích lỗ to quá thì nước nó cái bọt khí á nó sẽ ra ngoài rất là nhiều, nó vô trong rất là nhiều và nước nó sẽ ra ngoài. Đây, mình đã chích một cái lỗ nhỏ ha. Ok, giờ thì cái điều tiếp theo đó chính là mình đã nói đây rồi đúng không? Thì cái này thì làm sao cho vô lòng vô trong cái lòng chim được đúng không? Và đặc biệt cái mình dùng ống 21 á, là cái ống 21 này nó sẽ vừa với lại cái tất cả các loại lòng chim và cái nang lòng ha. Đây, mình sẽ lấy một cái lòng xuống cho cả nhà xem. Ha, mình sẽ nhét vô lọt cái nang lòng ha. Còn cái mà ví dụ ống 27 á là anh em sẽ không bao giờ nhét lọt được. Bây giờ cái này đó, mình sẽ nhét như thế này nè, nó sẽ vào bên trong được. Còn ống 27 á của mình á nó sẽ khá là to, mình không thể nào mình nhét được đúng không? Bây giờ mình sẽ để ở đây, mình sẽ làm cho con chim cô gái này ha. Rồi sau đó đây mình sẽ gắn vô như thế này. Anh em nhớ nha, đừng dán keo nha, mình đừng dán keo nha. Và bên đây mình sẽ làm thêm một cái ống thông bên này nữa ha, là nhớ chừa ra một khoảng nha. Anh em mà làm sát như thế này á, là không thể nào mà nhét vô trong kia được, cố gắng làm cho nó dư ra một khoảng như thế này. Là mình đo mình cắt. Và sau đó mình sẽ có một cái bình như thế này đây. Thì nó sẽ dài ra như thế này á, thì mình mới có hỏi là mình thọt cho tôm bay được, nhưng mà cái đầu này sẽ không thể nào thọt được, cho nên mình phải dùng tay mình nhét nó vào bên trong. Và sau đó thì bây giờ mình sẽ thử chế nước vào trong đây ha, cho cả nhà xem ha. Đây, bình nước mình đã chế đầy rồi ha. Và nhét này vô. Và sau đó mình chổng ngược lại như thế này. Đó cả nhà thấy không? Nó sẽ có cái lượng nước, khi mà cái bọt khí này á nó nghe cái ống á thì nó sẽ nước nó sẽ chảy không qua bên đây nè cả nhà. Đây, mọi người thấy không? Đó nước nè, thấy không? Đó, thì như vậy chim nó uống nước á thì cái lỗ này á nó sẽ mắc không khí ra đi và nó sẽ bơm nước trực tiếp vào bên trong cái chai cũng cái nước này nè, đó, cái chai sẽ bơm nước vào đây và nước ở đây nó sẽ không có rỉ ha. Anh em xài ống này thì nó sẽ ok nhất, tại vì nó nặng mà nó sẽ xuống ở đây. Còn khi mà anh em xài một cái bình cái họng nó to hơn á thì không phải nào vừa đâu, anh em chỉ dùng chai tà xanh nè. Nói chung là hầu như những cái chai mà nhỏ như thế này á, là đều vừa hết. Và sau đó thì mình sẽ gắn vào bên trong đây, để lại mình xíu ha. Giờ thì mình sẽ đổ nước này ra ha. Đổ nước ra thì rất là dễ thôi, mình sẽ nghiêng nó lại. Mình
chưa. Thì đầu tiên á, thì mình có thể là mình dùng cái dây rút nè để mình rút cái chai, hoặc là mình làm cái cọng kẽm á, mình làm móc sẵn luôn thì cũng khá là dễ. Và cái này á, thì anh em có thể là nó như thế này nè, anh em đút sẵn vô đây, và cái này á, thì mình sẽ đút ngược vào bên trong để cho cả nhà xem ha. Nó sẽ như thế này đó, và cái cọng dây rút thì mình sẽ rút ở trên đây sẵn nè đó, thì mình sẽ lòn vào bên trong kia đó, lòn như thế này và mình kẹp lại thôi. Như thế này rất là tiện ha, tiện ở chỗ nào đó, đó là mình sẽ có thể là mình dùng cái ống nước này nè đó, đây mình gắn lên đây đó, gắn như thế này và mình quay nó được ha đó, thì nó sẽ không có bị chảy nước và mắc nước. Như thế này nước đang bơm vô đó, và sau đó thì mình sẽ rút lại. Đây, vậy là mình có thể là đi chơi một tuần, còn nếu mà anh em đi một tháng thì anh em chịu khó anh em làm 3-4 bình như thế này nó sẽ rất là ok. Thì mình có thể là mình thấy nước ở bên trong này ha, khi mà nó uống vơi á thì nó sẽ cứ tiêm cái bọt nước lên như nãy. Nếu mà anh em chích cái bọt nước trên này á, đó, thì nó sẽ bơm hết đi ra ngoài. Cho nên lý do vì sao mình nói với anh em á là mình chích chỉ ngang bằng với nó thôi, và không có nên chích cao quá hoặc là thấp quá. Nếu mà thấp quá thì cái lượng nước ở bên trong này á, nó sẽ lưng xuống, nó chỉ ngang xíu thôi ha. Đó, cho nên là cả nhà chịu khó cho mình. Vì lý do vì sao, nói chung là cái này là theo cái quy tắc là hai cái bình thông nhau á, đó, là mình sẽ chơi như vậy thì nó sẽ ổn nhất khi mà anh em có thể đi xa này kia nọ. Rồi, và sau đây mình sẽ tiếp tục tới cái phần gọi là làm máng ăn cho chim khi mà anh em đi xa. Tại vì đúng ra thì mình không có dùng cái co này, mình dùng cái ống lơ á, thì nó sẽ rất là dễ hơn. Cái ống lơ thì nó sẽ co bo tròn xuống thì nó sẽ dễ chảy đồ ăn ra hơn là cái ống này. Do mình đi tìm không có thì anh em ở nơi nào anh em có cái ống lơ á, hoặc là anh em phải dùng lửa anh em hơ và anh em đẩy này ra, hoặc là anh em dùng cái ống này nè. Có một cái đội mà bẻ ống cong á, thì anh em dùng cái ống điện á, anh em muốn cái đó cũng được. Hình như mình nhớ cái ống đó cũng phi 21 luôn, mình bẻ mình hơi cong nó lơ xuống, cái đó rất là tiện. Thì đây là như thế này thì mình có thể là đi cả tháng luôn. Đi cả tháng thì mình có thể là mình dùng cả hai chai ha. Và lý do vì sao, nói chung là khi mà treo lên á thì như thế này nè, cả nhà xem mà nó không có bị chinh nhiều ha. À, nó không có nghiêng ha, đó anh nhà thấy không, nó không có bị nghiêng quá nghiêng. Do là mình cọp ở trên cao á, cho nên là nhiều khi những cái lồng cây á, lồng cây cũng khá là dễ. Thì giờ mình có thể là mình chuyển cái này qua lồng cây cũng được, không sao hết. Cho nên là anh em cứ không phải là mình làm lồng sắt, tại vì có sẵn ở đây, mình gần đây mình lấy mình làm thôi. Giờ thì tới cái làm máy thức ăn ha. Ok, giờ máy thức ăn cũng xài như vậy thôi, cũng khá là dễ. Riêng máy thức ăn á thì mình không có cần phải là chích lỗ hay gì hết, chỉ yếu là mình làm sao cho nó tụt xuống thôi. Thì mình cũng cắt một đoạn ống như thế này và dư lên một xíu để cho cám ở bên trên nó rớt xuống. Và đặc biệt cái này là mình không xài ống không có cần co 21 đi vòng lên đó ha, mình chỉ cần một hướng đi xuống thôi. Đó. Đây nó xuống như thế này đó, là cám có nhiều nó sẽ tụt xuống đây và nó tự nó đi ra ha. Và đi ra thì tất nhiên là mình phải có một đoạn ống, thì ở đây mình có làm sẵn rồi. Mình cắt ra một khúc như thế này nó hơi dài một xíu, mình sẽ cắt gọn lại cho anh em xem nữa ha. Như cái này là nó đã dư rồi ha. À, và đầu này anh em dán lại ha, thì cái này thì mình dùng một cái nắp chai để mình dán lại để chặn cám ra đây nó không có bị trôi đi á. À, và sau đó thì mình gắn vào đây thì cám ở trên đó nó sẽ chuyển xuống đây rất là dễ ha. Còn cái ống lơ á thì nó co một vòng này nó tuột xuống rất là nhanh. Bây giờ mình sẽ cho anh em xem ha. Thì mà cái ống này á thì anh em chịu khó treo bệnh nghiêng như này để nó thành là nó dốc xuống như vậy nè đó, và nó tuột xuống được nhiều hơn ha. Mình sẽ đổ cám vào đây,
thậm chí anh em có thể là bỏ lúa cũng được, do ví dụ mà cho cô gái ăn đồ này kia đó. Đó như thế này nè, đây nè cả nhà thấy không, nó ra nè. Đó mình để nghiêng như vậy thì nó sẽ ra, à, mà để như vậy thì sao không thể nó nào ra hả. Như vậy ví dụ chim ăn hết nè, nó sẽ tụt ra, để mình thiều hết ra cho cả nhà xem nè, nó tụt xuống nè thấy không. Đó đó, nó sẽ tụt xuống từ từ, cho nên là cái này thì mình đi thoải mái vô tư, là có đi cách mấy đi xa cỡ nào thì cũng không có sợ nào chim thì mình ăn hết được, và chi phí của mình làm cũng khá là rẻ, không có tốn kém. Cái co này chỉ có 2.000 một cái thôi, và cái đoạn ống 21 cây ống á thì mình mua một đoạn thôi cũng khá là rẻ, mình mua tầm khoảng là 50 cm thì tầm khoảng chừng 3.000-4.000 nữa, thì có thể là mình tính ra đối với cái kia thì có khoảng là 5.000, thì cái này tầm khoảng chừng 3.000 là mình có được một cái máy tự chế, và chai nước thì mình tốn thêm khoảng 10.000 một chai nước nữa. Đó là mình có thể là mình mua và mình vừa uống, và khi mà thay vì mình dục cái này thì mình có thể tái sử dụng, mình làm như thế này nó sẽ ok hơn. Giờ thì chắc mình cũng xin kết thúc video đây, thì nếu cả nhà thấy hay thì nhớ cho mình một like, một chia sẻ để cho những anh em hiện tại đang có nhu cầu đi xa và có thể làm giúp cho những con chim của mình ở nhà không bị đói khát và bệnh ao bệnh tật gì đó, thì con chim của mình nó vẫn có thể là khỏe mạnh, nó qua cái lúc mình phản khoắc mình đi chơi xa, hay là mình đi du lịch, hay là mình đi về quê mình thăm bạn bè là cái nọ ha. Giờ cũng xin cúp video đây ha, chào tạm biệt mọi người nha, hẹn gặp lại sau.